the best for last. Limousine 5 cộng của mọi người đây. Ai mà nhìn thấy cái số 5 cộng này thì sẽ hình dung là em này có khả năng dưỡng sáng đúng không? Trong này cũng sẽ có niacinamide, glutathione, vitamin C, racemic acid. Chỉ có khác là không có alpha-butin thôi. Thì bản thành phần của em này mọi người cứ tưởng tượng như là cái chai serum này cộng thêm hai thành phần tẩy da chết là LHA và BHA. Chỉ tiếc một cái là có cồn. Nếu mà dùng để đắp á, thì Trinh sẽ không đắp quá lâu nha. Thiết kế của em này cũng rất lạ mọi người. Hình chữ nhật có một mặt lưới rất là rõ, còn một mặt thì nó cứ mịn mịn, thập thập, trơn trơn như thế nào á. Và cũng chỉ dùng để đắp được thôi. Tại vì lâu thì nó cứ kiểu dính dính trượt trượt á. Nhưng mà được cái là cảm giác nó không có bị châm chích. Còn về khả năng dưỡng sáng thì nó không có quá là nổi bật. Chỉ trừ khi là bạn kết hợp chung với lại cái em serum á, thì cái hiệu quả của nó sẽ nhanh hơn và rõ ràng hơn. Vì nếu mà mọi người muốn tìm một cái chai toner mà có cái bảng thành phần giống như cái pack này á, Trinh thấy là nó không có quá nhiều. Cho nên mình sẽ bỏ tiền để mua lại em này. Và đặc biệt là sẽ xài cùng với lại cái serum 5 cộng.